Delphine đã phát hiện. Một khúc đèo đẹp đang hiện ra trước mắt. Đường phố đông vui nhộn nhịp. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nha La Ca. Hôm nay nhân dịp cuối tuần, Nha La Ca sẽ gửi tới quý vị một video từ sáng cho tới tối luôn, những cảnh quan của thành phố Đà Lạt. Nhân dịp cuối tuần, Nha La Ca xin kính chúc quý vị, cô chú, anh chị, các bạn thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc bên gia đình, người thân cũng như là bạn bè. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đồng hành với Nha La Ca qua những tuyến đường, những con phố và đặc biệt là ghé thăm đèo đen. Cung đèo mà dự kiến sẽ đưa vào hoạt động hết cả cung đèo luôn là vào ngày 28 tháng 12, nhân dịp kỷ niệm 130 năm hình thành phát triển thành phố Đà Lạt. Và cũng là lúc chào đón năm mới, năm 2024. Đây là con đường độc đa. Cuối tuần thì nhiều bạn xách vali lên thành phố Đà Lạt để du lịch cung đèo. Cung đường Đông Đa là một trong những cung đường đẹp với nhiều căn biệt thự, nhiều các villa, có một cái view gọi là view triệu đô. Ở nơi đây có rất nhiều khách sạn, những quán cà phê đẹp và đặc biệt ở trên đồi Robin thì chúng ta hiện nay có rất là nhiều quán cà phê đẹp, nhà hàng ngon, đặc biệt là nhà hàng Liuda, nhà hàng buffet rau đó quý vị. Những cái quán cà phê ở trên này có một số quán như là Đà Lạt Night hay ở Mission đó, người ta sẽ mở suốt đêm luôn quý vị. Cho nên là 24/24 luôn. Nếu mà chúng ta đến thành phố Đà Lạt sớm mà muốn thưởng thức ly cà phê hoặc là ngồi nghỉ dưỡng trong khi mà chờ check-in thì chúng ta có thể ghé những quán cà phê. Đây là đoạn đường 3 tháng 4 tiếp giáp với đèo đen vị. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn ngắm cung đèo đen, cung đèo đã được hoàn thiện làm xong từ đoạn đường 3 tháng 4 cho tới đoạn thác Đa Tăng La. Hy vọng những ngày sắp tới sẽ được lưu thông trên cung đường này giống như chiếc xe bán tải kia đang chạy bon bon. Hiện nay hệ thống đường kẻ vạch rồi các cái hộ lan rồi hệ thống chiếu sáng nữa cũng đã được hoàn thiện xong hết rồi. Nhưng mà không biết làm ngày nào để đưa vào lưu thông, có lẽ là người ta cũng sẽ chọn ngày lành tháng tốt chẳng hạn. Rất rộng và đẹp. Khi mà đưa vào hoạt động, đường sẽ là 4 làn xe và tốc độ cho phép tối đa là 60 km/h so với trước đây là 50 km. Mặt rộng đường khoảng 15 m quý vị, cho nên là xe đi sẽ thoải mái và sau này chúng ta sẽ không còn gặp cái cảnh là kẹt đèo như trước đây mỗi lần mà vào lễ Tết. Đặc biệt là 2 tháng 9 rồi lễ Tết, chúng ta sẽ thấy là đèo này hay bị kẹt, đặc biệt là ngay khúc Đa Tăng La đó quý vị, khu du lịch. Đà Lạt đặc trưng với một thành phố có rất là nhiều thông quý vị, đặc biệt là cung đèo Mimosa, cung đèo Pren, cung đèo Sacom. Tất cả các cung đèo này hai bên đường đều thông bạt ngàn. Thành phố Đà Lạt nếu mà
mất đi những cây thông, càng ngày mất đi những cây thông thì sẽ mất đi cái chất Đà Lạt quý vị. Cho nên là phải giữ thông, phải giữ lại được những cây thông rừng bạc ngàn như này thì mới ra chất Đà Lạt. Và bây giờ Nhớ Là Cảm mời quý vị xem những cái hình ảnh ở trên mặt đường ngay đoạn đèo Pren đang chuẩn bị đưa vào hoạt động và lưu thông. Những cái mặt đất mà sau này trồng những cái dây leo hoặc là trồng cây cỏ lên trên đó để mà che đi cái lớp đất đó thì sẽ rất là hay quý vị. Có rất là nhiều các loại dây leo rồi các loại cây phù hợp ở trên những cái mặt đất đỏ như thế này. Hệ thống điện đã hoàn thành rồi, mặt đường cũng đã hoàn thành và láng đẹp. Tuy nhiên thì ngày nào đưa vào sử dụng và được đi trên cung đèo này thì chúng ta chưa biết. Ban đêm thì các hệ thống đèn ở trên đèo Pren này được bật lên rồi quý vị. Lát nữa Nhớ Là Cả sẽ quay, lát chiều tối Nhớ Là Cả sẽ quay những cái cảnh về đèo Pren lúc mà bật đèn lên cho quý vị xem. Xa xa là hệ thống núi voi ở dưới Đức Trọng đó quý vị. Chúng ta đi qua khỏi đèo Pren là hệ thống núi voi ở xã Hiệp An. Ở dưới mây che phủ những dãy núi nhìn rất đẹp quý vị. Đúng vào ngày như dự kiến là ngày 28 tháng 12 sắp tới đây, còn chưa đầy một tháng quý vị, thì cung đèo Pren này sẽ được đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt, cũng như chào đón năm mới năm 2024. Lúc đó thì chúng ta sẽ được bon bon thẳng tắp trên cung đèo này. Và nhân dịp kỷ niệm 130 năm thì chúng ta sẽ có nhiều các hoạt động ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, cũng như là bắn pháo hoa nữa. Cho nên những cái ngày cuối tháng 12 đi thành phố Đà Lạt thì hết sức đẹp. Và thời tiết lúc đó cũng lạnh, nó đúng như cái kiểu một mùa đông, mùa Giáng sinh đó quý vị. Phía dưới là đồi cáp treo, đồi Robin. Xa xa nhìn về đường 3 tháng 4. Đường 3 tháng 4 là tiếp giáp với đèo Pren. Và bây giờ là những hình ảnh vào ban đêm khi đèo Pren được mở điện sáng trưng quý vị. Sau này khi mà chúng ta đi sẽ có hệ thống điện đèn chiếu sáng, nó sẽ rất sáng luôn. Nếu mà chúng ta nhìn thấy ban đêm, chúng ta thấy là đường đèo sau này sẽ sáng hơn nhiều so với trước đây. Rồi những cái khúc cua nó cũng bớt gấp khúc so với trước đây. Sắp tới đây cuối tháng chúng ta đi thác Đa Tăng La hay là đi lên thành phố Đà Lạt thì chúng ta sẽ đi qua cung đèo này. Đây là một cái cung đèo kỷ niệm gắn với rất nhiều thế hệ. Cung đèo Pren được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng rất sáng luôn quý vị. Sáng hơn rất rất nhiều so với trước đây. Và các cái trụ đèn á, người ta cũng làm sát nhau hơn nhiều so với trước đây. Đó là những hình ảnh của cung đèo Pren sắp đưa vào sử dụng.
đoạn từ 3 tháng 4 cho tới thác Ba Tăng La. Và những cái hình ảnh đẹp vừa rồi chúng ta thấy là cung đẹp đã được hoàn thiện xong, chờ ngày lưu thông thôi. Và bây giờ tiếp theo là con đường 3 tháng 4. Đường vì sao có con đường 3 tháng 4? Đó là ngày 3 tháng 4 là ngày giải phóng thành phố Đà Lạt các quý vị, cho nên lấy cái tên là đường 3 tháng 4 đặt cho cái con đường ngay cửa ngõ đi vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Nhiều cô chú cũng thắc mắc là có phải Nhân Lạc Cà nói đúng không, là con đường 3 tháng 4 không, tại vì nhiều cô chú nghĩ là phải là đường 30 tháng 4, nhưng mà đúng là Đà Lạt có đường 3 tháng 4 đó quý vị, là ngày giải phóng thành phố Đà Lạt. Trên đường 3 tháng 4 này có rất nhiều cơ quan, ban ngành, rồi nhiều món ăn ngon, nhiều quán cà phê đẹp. Hôm trước Nhân Lạc Cà có giới thiệu những cái quán cà phê như là Catinat hay là Morning Info. Trên này cũng có nhiều quán ăn ngon như là Lẩu Gà Lá É, Tao Ngộ, rồi bánh cát ngọc quý vị. Đường 3 tháng 4 này thì rộng rãi, sau này đèo Pren sẽ rộng rãi giống như con đường này đó quý vị, chiều ngang khoảng 15-16 mét. Tuy nhiên đèo Pren thì người ta sẽ không có làm mà cái len ở giữa, mà người ta làm kẻ vạch thôi. Nhiều showroom ô tô như là Suzuki, Perso, rồi Hyundai hay là Kia Trường Hải. Đường 3 tháng 4 nằm trên đỉnh của một quả đồi, hai bên là sườn đồi quý vị, cho nên là hai bên của con đường này là những cái thung lũng ở phía sau. Những căn nhà mặt tiền của đường 3 tháng 4 có một cái view rất đẹp, là view đằng sau nhìn về thung lũng. Hôm nay thì thời tiết cũng bất chợt lắm, lâu lâu cũng sẽ có những cơn mưa phùn, tuy là mưa không có to, tuy nhiên là trời nhiều lúc thì trời âm u, có mưa phùn nhẹ. Mấy hôm nay thì thời tiết đã ấm lên so với những ngày trước đây quý vị, và dự kiến là những cái dịp mà Noel thì so với mọi năm là những cái dịp mà Noel là thời tiết sẽ lạnh khoảng tầm 11, 12 độ, có hôm, có những năm là khoảng 9 độ, 10 độ quý vị. Những chiếc xe của Phương Trang họ đậu quá trời ở đây luôn. Hiện nay đi Sài Gòn, Đà Lạt hay Đà Lạt, Cần Thơ và một số tuyến như Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ v.v. thì không còn xuất hiện của xe thành bưởi nữa, do họ bị tước giấy phép vô thời hạn quý vị, cho nên là sẽ không còn nhìn thấy chiếc xe thành bưởi. Rất nhiều du khách, người dân đã quen đi với chiếc xe thành bưởi gắn cũng khoảng 20 năm rồi quý vị, hơn 20 năm rồi, cho nên là nhiều người quen với xe thành bưởi, và hiện nay thì xe thành bưởi không chạy nữa, thì nhiều người đi du lịch rồi đi lại phải tìm những cái phương tiện khác, đặc biệt như là những xe Phương Trang, xe Phong Phú, Amazing, v.v. Hy vọng sắp tới là Giáng sinh, rồi Tết Tây, rồi Tết Ta, các cái hãng xe sẽ cung cấp đủ xe để cho du khách đi lại, cũng như là không có tăng giá quý vị. Vì một cái nhà xe lớn như thành bưởi mà hoạt động thì vào những cái dịp và lễ Tết, rồi những cái ngày mà đông thì nhu cầu đi lại của người dân nhiều thì khả năng đặt vé sẽ khó khăn. Buổi sáng thì người dân đi tập thể dục, dạo bộ, ghé quảng trường Lâm Viên chơi. Đến thành phố Đà Lạt thì du khách ghé quảng trường Lâm Viên để check in chụp ảnh.
quảng trường với quả cầu bóng Atiso hoặc là hoa dã quỳ. Buổi chiều thì ghé đó để chơi cũng như là ăn uống những cái món ăn vặt ở trên quảng trường. Tuy nhiên thì trên quảng trường người ta cũng không có cho buôn bán thì. Hiện nay bay flycam ở trung tâm thành phố Đà Lạt đang bị cấm quý vị. Cho nên mấy bạn mà bay thì cẩn thận, đặc biệt là các bạn đi du lịch thường hay đem những chiếc flycam để bay có những cái cảnh quay chụp ảnh vân vân, thì cẩn thận thì sẽ bị dễ bị bắt. Hôm trước ngay quảng trường Lâm Viên có hai bạn luôn bị bắt bị thu flycam làm việc bạn, nhưng mà chủ yếu là mấy bạn đó là khách du lịch thôi, vì không có biết. Những cây mai đào ở bên cạnh hồ Xuân Hương nè, bây giờ cũng đã rụng lá hết rồi quý vị. Chờ tới thời điểm thích hợp và đặc biệt là gần Tết thì sẽ bung hoa lên. Lúc đó thì chúng ta sẽ có nhiều cảnh để chụp hình với những cây mai đào. Mai đào đen, chúng ta có thể là ghé hồ Xuân Hương, rồi khu Xuân Thọ tại mát, hay là chúng ta ra ngoài Cầu Đất. Còn không thì chúng ta vô Lạc Dương, có ngoài Đà Sa, Đà Diêm cũng có những cây rất là đẹp. Và một điểm mà đẹp rất nhiều bạn thích tới đó là Ngọc Đào Nguyên ở trong vực Lạc Dương. Đường hơi khó tin, khó đi một tí thôi. Mùa này thì vẫn còn hoa dã quỳ quý vị. Hoa dã quỳ thì chắc là cũng còn tầm nửa tháng thì chúng ta cũng vẫn có thể chụp ảnh được, tuy nhiên không đẹp như những cái lúc thời điểm ban đầu thôi, vì bây giờ có những cái bông bị héo, bị tàn, kết hợp với đó những cái bông vừa mới nở thì cảnh nó không có đẹp hơn, đẹp so với lúc mà nở rộ lên. Rồi cỏ hồng thì cỏ hồng bây giờ mọi người đi chụp hình chụp đồ nhiều á, thì cỏ hồng nó cũng bị dập nát cũng nhiều rồi. Rồi có cái đồi cỏ hồng hôm trước như là cà review á, thì tranh thủ đi sớm chứ vài ngày nữa là người ta dập nát hết, cũng không có đẹp. Trước mắt chúng ta đó là đập cầu Ông Đạo ngăn dòng nước hồ Xuân Hương và chảy xuống suối Cam Ly hay là thác Cam Ly. Phía trước là chợ Đà Lạt, cũng như là phía trên là con đường Nguyễn Thái Thanh, con đường Thanh Thái ngày xưa đó mình. Một vừa rồi trên quốc lộ 20 vị người ta làm chuyên đề về tốc độ nè, đo nồng độ cồn nè, cũng như là ma túy, cho nên là trên quốc lộ 20 từ Đồng Nai, Sài Gòn đi lên Đà Lạt đó quý vị, thì các cái xe di chuyển với tốc độ đúng quy định chậm, cho nên là đi đến thành phố Đà Lạt là hơn 8 tiếng quý vị, ban ngày và ban đêm gì cũng chạy đúng tốc độ hết, nên là xe mà nào mà vi phạm tốc độ mà bị phạt tiền rất là nhiều, cũng như là thu bằng lái. Rồi kìa, ai mà vi phạm nồng độ cồn hay là sử dụng ma túy, đợt vừa rồi phạt quá trời luôn. Cho nên chúng ta lái xe, chúng ta đã uống bia rượu là không có lái xe, vì để đảm bảo cho chính bản thân chúng ta và cũng như là những người mà lưu thông trên đường. Đây là con dốc Lê Đại Hành, thấy rất nhiều những cái quán cà phê, quán ăn lưng chừng dốc. Năm nay thì so với mọi năm thì du lịch cũng giảm đáng kể quý vị, nào là do tình hình kinh tế ảnh hưởng rất là nhiều quý vị. Những cái nền kinh tế lớn như là Trung Quốc hay là Mỹ, Nga mà có vấn đề thì các cái nước nhỏ như chúng ta đều bị ảnh hưởng theo. Đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 thì
những cái lỗ hổng về kinh tế, rồi những cái bộc lộ, cái yếu kém về kinh tế của các cái nước được bộc lộ ra rất rõ. Và hiện nay các cái doanh nghiệp mà dệt may hay là những cái doanh nghiệp mà nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp phá sản, rồi công nhân là người ta mất việc làm, phải về quê quý vị. Cho nên là tình trạng kinh tế chung như vậy thì đi du lịch nó cũng sẽ giảm. Tuy nhiên có một số ngành nghề thì không có bị ảnh hưởng quý vị. Không phải là ngành nghề nào cũng bị ảnh hưởng. Đây là bến xe Tùng Nghĩa ngày xưa đó quý vị. Những chiếc xe buýt người ta đậu đây để đón du khách, đón người dân đi Đức Trọng, đi Đơn Dương, đi Lâm Hà, đi Bảo Lộc luôn. Đây có khách sạn Phước Đức, rồi cà phê Tùng nè. Video hôm nay rất là dài, tập hợp những cái cảnh vào một ngày cuối tuần quý vị. Thì từ sáng cho tới chiều rồi tới tối luôn. Cho nên mời quý vị cùng đồng hành với Nhân La Cà từ đầu video cho tới cuối video. Đây là khu Hòa Bình, Nhân La Cà đang rẽ vào con đường Nguyễn Chí Thanh quý vị, con đường Thanh Thái. Ở nơi đây buổi tối nhiều bạn trẻ tới đây, những cái bậc thang bên phía tay phải này để ngồi để chơi, hoặc là có những bạn biểu diễn những bài nhạc, rồi thổi kèn, thổi saxophone hay là kéo violon. Trên đường Nguyễn Chí Thanh này cũng là con đường du lịch quý vị. Vào những cái mùa du lịch này, xe đậu đổ đây rất là nhiều để đón đưa du khách. Xa xa có cây antenna của VNPT nhìn là một cái biểu tượng của Đà Lạt luôn quý vị. Nhiều người ghé tới đây để chụp hình mà có cái cây antenna dính vô trong bức hình, tạo ra một cái background nó đẹp. Trên đường này nổi tiếng với khách sạn TTC Ngọc Lan. Ngày trước ở đây có cái rạp Ngọc Lan quý vị. Nay là TTC. Khách sạn này có cái view cũng xịn sò, nhìn về Hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên cũng như là chợ đêm Đà Lạt. Buổi sáng thì bà con chở hoa, chở rau, củ quả, đặc sản tới tận khách sạn để bán cho du khách. Bán là ngại. Đà Lạt mùa này thì chuẩn bị vào dịp Giáng sinh đó quý vị. Cho nên các cái nhà thờ nè, rồi các cái quán cà phê nè, họ trang trí Giáng sinh, những cái thông Noel, những hang đá để phục vụ cho du khách ghé tới check-in chụp ảnh. Hôm trước Nhân La Cà có giới thiệu một số các cái quán cà phê mà trang trí Giáng sinh đẹp ở Đà Lạt. Nếu mà quý vị đến thành phố Đà Lạt vào dịp này mà thích chụp với những quán cà phê có Giáng sinh bằng những một cảnh đẹp để chụp hình thì ghé tới những cái quán cà phê mà Nhân La Cà vừa giới thiệu. Trước mắt chúng ta đó là nhà thờ Con Gà, nhà thờ Chánh Tòa. Hiện nay đường Trần Phú người ta đang làm đẹp, sửa sang, đổ nhựa thêm, tráng nhựa thêm cho mặt phẳng để sắp tới những cái hoạt động cũng như là cái bộ mặt của thành phố là nằm trên con đường Trần Phú quý vị. Trên đường Trần Phú có rất là nhiều cơ quan ban ngành như là Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cái chi cục thuế, rồi trung tâm hành chính vân vân, rất là nhiều cơ quan nằm ở trên này.
Đây là điểm giao nhau giữa đường Trần Phú và đường Nhà Chung quý vị. Đây là những hình ảnh của nhà thờ Công Gà, nhà thờ Chánh Tòa vào buổi chiều quý vị. Mọi người đi lễ rồi du khách ghé tới chụp hình, khách Hàn Quốc có, khách Việt Nam có. Mọi người đi vào làm lễ, đường xá thì đông vui, đường thì vừa đang trải nhựa. Khung cảnh nhà thờ được khoác lên mình một chiếc áo mới lộng lẫy hơn để chào đón Giáng sinh, chào đón Noel. Buổi chiều đông vui nhộn nhịp với những chiếc xe lớn đưa du khách ghé tới tham quan thành phố Đà Lạt cũng như là người dân. Thường thì cuối tuần, những ngày này thì cuối tuần đông lắm vì du khách từ mọi nơi đổ về thành phố Đà Lạt để tham quan du lịch. Và bây giờ Nhân Lạc Cà mời quý vị cùng xem những hình ảnh bay flycam xung quanh nhà thờ Công Gà, nhà thờ Chánh Tòa. Đà Lạt có rất nhiều nhà thờ nổi tiếng quý vị, như nhà thờ Công Gà, nhà thờ Chánh Tòa, nhà thờ Thánh Tông, rồi nhà thờ Domen hay nhà thờ Tin Lành, rồi nhà thờ Don Bosco. Đà Lạt ngày nay so với cách đây mười mấy, hai chục năm, ba chục năm về trước thì thay đổi rất là nhiều vị. Không chỉ Đà Lạt đâu mà các cái tỉnh thành trong cả nước nói chung thì theo thời gian với sự đô thị hóa, con người ngày một đông và nhà cửa thì xây dựng lên liên tục, cho nên các cái mảng xanh dần dần bị thu hẹp lại. Và Đà Lạt cũng không ngoại lệ quý vị, những cây xanh ở trung tâm thành phố Đà Lạt cũng dần dần biến mất và thay thế bằng các tòa nhà. Sang năm 2025, sang năm là năm 2024 á, thì sẽ có những cái thay đổi, đó là về bộ máy sẽ bắt đầu tinh chỉnh để sáp nhập Đà Lạt với Lạc Dương, huyện Lạc Dương lại thành một. Lúc đó thì thành phố Đà Lạt sẽ rộng gấp gần 5 lần so với hiện tại, trở thành một cái thành phố lớn nhất không trực thuộc trung ương mà lớn nhất Việt Nam đó quý vị. Đây là phía đầu đèo trên và đường 3 tháng 4 quý vị, những chiếc xe mà những chiếc xe cây, những chiếc xe đoàn này quý vị chở du khách đến Đà Lạt và đang đậu đổ ở đây để ăn uống quý vị, lên phía trên buffet rau để ăn uống, vì ở trên đó xe lên nhiều quá không có chỗ đậu cho nên họ phải đậu đổ ở đây rồi du khách lên trên đó ăn, sau đó xe sẽ đi lên đón du khách. Cuối tuần vào đặc biệt vào chiều tối thì buffet rau Lagoda thì lúc nào cũng đông, không có chỗ đủ để đậu ô tô cho nên là họ đậu ở dưới đường 3 tháng 4. Và đây là con đường 3 tháng 4 vào ban đêm quý vị. Trên đây nổi tiếng đó là quán lẩu gà lá é,
và Nhân Lạc Cà đang hướng tới chỗ lẩu gà lá é xem tối nay du khách ăn có đông không. À đông quý vị, ở trong là hết chỗ ngồi luôn, cho nên là người ta ngồi ra ở phía ngoài và lấn qua những cái nhà hàng xóm xung quanh rải ra ngoài đường luôn. Rất đông, quán lẩu gà lá é này là thu hút khách du lịch ăn rất là đông. Tuy nhiên thì vẫn có những quán cũng ít khách quý vị, không phải quán nào cũng được đông như vậy. Vì để đông thì người ta xây dựng được một cái thương hiệu và đã nổi tiếng rồi, cho nên là lúc nào cũng đông. Như vậy là hôm nay Nhân Lạc Cà đã gửi tới quý vị những cái hình ảnh thân quen của thành phố Đà Lạt từ sáng cho tới tối và những cảnh quan của cung đèo đen chuẩn bị được lưu thông. Nhân Lạc Cà rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhân nhé. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.